Tổng thống Biden muốn ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông muốn ngăn xung đột Trung Đông lan rộng, song cam kết sẽ bảo vệ Israel sau cuộc tấn công của Iran. Iran phát động cuộc tấn công trên không chưa từng có nhằm vào Israel và chúng tôi đã tăng cường nỗ lực quân sự để bảo vệ Israel. Mỹ và các đối tác của mình đã ngăn chặn cuộc tấn công đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ngày 15 tháng 4. Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel. Chúng tôi cũng cam kết nỗ lực ngừng bắn ở Gaza để đưa các con tin về nhà và ngăn chặn xung đột lan rộng, ông Biden nói thêm. Ông Biden cam kết sẽ hỗ trợ sắt thép cho Israel, song cũng kêu gọi nước này cẩn trọng và có chiến lược trước khi tung ra phản ứng có thể gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn. Tổng thống Biden cũng cho biết Mỹ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho nhân viên và các đối tác của Mỹ trong khu vực. Trước đó, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay sau khi Iran tấn công, Tổng thống Biden nhấn mạnh Washington sẽ không ủng hộ Tel Aviv phát động tấn công trả đũa Tehran. Ông nói rằng Israel hiện đã là bên chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với Iran và cho rằng Tel Aviv nên dừng lại. Israel đang cân nhắc phản ứng trước cuộc tấn công của Iran. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, Iran đã phát động cuộc tấn công chưa từng có vào Israel ngày 13 tháng 4 với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái cảm tử. Các cuộc tấn công nhằm trả đũa việc Israel không kích vào Đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria vào ngày 1 tháng 4 là một số sĩ quan cấp cao quân đội Iran không qua khỏi. IDF tuyên bố bắn hạ 99% máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Hoạt động phòng thủ vốn được các quan chức Israel ca ngợi là thành công lớn. Tuy nhiên, Tehran lại cho hay cuộc tấn công thành công hơn mong đợi và tuyên bố rằng hai căn cứ của Israel bị phá hủy. Israel chỉ thừa nhận thiệt hại nhỏ với một cơ sở quân sự. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bahiri, sau cuộc tấn công đưa ra tín hiệu rằng Tehran không có ý định tiếp tục tấn công Israel. Ông cũng cảnh báo Tel Aviv về phản ứng đáp trả lớn hơn nếu Israel tiếp tục có hành động gây hấn. Thưa quý vị, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa bày tỏ lên tiếng quan ngại về việc Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo hãng tin Reuters, ngày 16 tháng 4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết đất nước của ông sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào hồi cuối tuần qua. Điều này diễn ra trong bối cảnh các đồng minh của Israel đang lo lắng và kêu gọi kiềm chế để tránh một cuộc tấn công leo thang xung đột ở Trung Đông. Trước tình hình đó, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết Iran đã đóng cửa các cơ sở hạt nhân của mình vào ngày 14 tháng 4 vì các cân nhắc về an ninh. Cảnh sát Australia ngày 16 tháng 4 cho biết vụ tấn công bằng dao tại buổi lễ ở một nhà thờ phía Tây Nam ở thành phố Sydney là hành động khủng bố, có động cơ tôn giáo. Cảnh sát kêu gọi cộng đồng địa phương đang tức giận, vụ tấn công được coi là hành động cực đoan, có động cơ tôn giáo, nhằm đe dọa dân chúng, cả giáo dân tại nhà thờ và những người theo dõi buổi lễ được phát trực tiếp. Nghi phạm được cảnh sát biết đến nhưng không nằm trong danh sách các tên khủng bố bị theo dõi. Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công bằng dao khiến 6 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction ở phía đông của thành phố Sydney. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 theo giờ địa phương, phiên tòa xét xử hình sự đối với ông Donald Trump đã bắt đầu diễn ra tại New York. Ông Trump đã có mặt ở phiên tòa. Đây là phiên tòa đầu tiên mang tính lịch sử đối với một cựu tổng thống Mỹ và có thể là bước ngoặt đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 mà ứng cử viên của Đảng Cộng hòa này đang tìm cách trở lại nắm quyền. Ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với tòa án hình sự khi bị cáo buộc trả tiền để mua chuộc một diễn viên phim khiêu dâm. Cụ thể, các công tố viên New York đã cáo buộc cựu tổng thống Mỹ làm giả hồ sơ để che đậy khoản thanh toán 130.000 đô la Mỹ trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2016. Số tiền này được cho là để mua chuộc sự im lặng của diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Ông Trump phủ nhận mối quan hệ này. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng 5 năm 2024. Và nếu bị kết án, ông Trump có khả năng phải đối mặt với án tù. Nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng điều này khó có thể xảy ra. Mặc dù vậy, viễn cảnh trên vẫn là đòn giáng mạnh vào nỗ lực tranh cử của vị cựu tổng thống này. Và hồi tuần trước, ông Trump cho biết ông sẽ tự bào chữa, một động thái được cho là rất rủi ro. Ngày 15 tháng 4, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết viện trợ nhân đạo vào giải Gaza đã tăng lên đáng kể trong vài ngày vừa qua. Trả lời phỏng vấn trên chương trình truyền hình MSNBC, ông Kirby nhấn mạnh viện trợ đã tăng đáng kể trong vài ngày vừa qua. Hơn 2.000 xe tải đã có thể vào Gaza. Chỉ riêng trong vòng 24 giờ qua, con số này là 100 xe. Ông đánh giá điều này rất quan trọng và cần phải được duy trì. Vào đầu tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gây sức ép yêu cầu Israel thực hiện các bước đi cụ thể để bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường tại giải Gaza.
Động thái này của Washington diễn ra sau khi một cuộc tấn công của Israel đã khiến 7 nhân viên cứu trợ của tổ chức cứu trợ World Central Kitchen thiệt mạng. Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới nhất về vụ lở đất ở Indonesia. Thưa quý vị, Indonesia là quốc gia thường xuyên xảy ra lở đất trong mùa mưa và vấn đề này càng trầm trọng hơn ở một số nơi do nạn phá rừng. Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt ở một số khu vực của quốc đảo này. Vâng, và trong tuần qua thì mưa lớn tại Indonesia và cụ thể là khu vực Nam Sulawesi đã làm xói mòn đất ở khu dân cư nằm trên sườn núi, dẫn đến lở đất và chôn vùi nhà cửa của người dân. Sự việc đã khiến hơn 20 người thiệt mạng và mất tích. Công tác cứu hộ diễn ra vô cùng khó khăn. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi đã có liên hệ với phóng viên Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia để cùng cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc này. Vâng, xin chào chị. Chị có thể cập nhật những thông tin mới nhất về vụ lở đất tại Indonesia hay không ạ? Vâng thưa chị, đến thời điểm này thì lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 19 thi thể và vẫn còn 2 người mất tích. Ngay sau khi vụ lở đất xảy ra thì lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến địa phương. Tuy nhiên các nỗ lực ứng phó khẩn cấp rất phức tạp do điều kiện thời tiết xấu và đường xá dẫn vào khu vực bị hư hỏng, khiến các phương tiện bao gồm cả xe cứu thương gặp khó khăn trong việc sơ tán nạn nhân. Địa hình khó khăn ở vùng cao và thiếu ánh sáng vào ban đêm cũng khiến các hoạt động cứu hộ chậm chạp hơn. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ người dân mất tích vẫn đang được tiếp tục. Hiện nhu cầu cấp thiết nhất của nhóm cứu hộ đó là các thiết bị hạng nặng để mở đường tiếp cận cho xe cứu thương sơ tán nạn nhân. Không biết rằng là trong khu vực lở đất thì có người Việt nào đang ở trong tình huống nguy hiểm hay không thưa chị? Vâng thưa chị, đến thời điểm này chưa có báo cáo về thương vong người Việt trong vụ lở đất. Do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino nên Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng mưa lớn và lụt lội xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là mưa lớn xảy ra trên các đảo Java và Sumatra. Vấn đề này càng trầm trọng hơn ở một số nơi do nạn phá rừng và mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây lũ lụt ở một số khu vực. Số lượng người Việt tại Indonesia thì không nhiều và tập trung ở các khu vực đô thị nên sẽ đối mặt với nguy cơ ít hơn. Tuy nhiên với các hiện tượng thời tiết cực đoan như hiện nay thì lại diễn ra vào cái thời điểm mà có nhiều ngày lễ quan trọng và nghỉ dài tại Indonesia. Nhiều cơ quan cũng cảnh báo các hoạt động du lịch như là đi leo núi hay dã ngoại tại các khu vực đồi núi thì người dân là cần cẩn trọng và đảm bảo an toàn. Tháng 12 năm ngoái thì có đã một vụ lở đất đã xảy ra và cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, phá hủy một khách sạn ở gần Hồ Toba, một địa điểm du lịch nổi tiếng trên đảo Sumatra của Indonesia. Do đó không chỉ người Việt tại Indonesia mà còn khách du lịch Việt Nam có kế hoạch đi du lịch trong thời điểm này tại Indonesia cũng cần đánh giá mức độ nguy cơ về thời tiết cũng như đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin từ Indonesia. Xin cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc này trong những chương trình tiếp theo.